Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập về vật liệu nâng cao trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, thì vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề năng lượng của mỗi công trình. Vật liệu với những cái tính chất của nó sẽ quyết định cái công trình của bạn nó có tiết kiệm năng lượng hay là lãng phí nó. Thì để thiết lập vật liệu, các bạn sẽ về giao diện 3D Editor. Ví dụ như các bạn muốn tùy chỉnh vật liệu của một bức tường này chẳng hạn. Thì các bạn có thể kích vào mục Select Information. Ở đây chúng ta có hai mục Parametry và Ownership Material. Đấy. Thì các bạn có thể kích vào đây. Kích vào cái mũi tên này, chọn Properties. Đấy. Các bạn sẽ thấy đây là cái vật liệu của chúng ta và nó hoàn toàn có các cái giá trị. Và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các cái thông số giá trị này để làm sao cho ra một cái vật liệu mà các bạn mong muốn. Hoặc các bạn cũng có thể kích vào Layer để tùy chỉnh các thông số về layer của lớp vật liệu. Ví dụ như bức tường này hiện tại nó đang có 4 lớp vật liệu. Các bạn hoàn toàn có thể kích vào một lớp vật liệu này. Đấy. Và chọn Delete để xóa nó đi. Và các bạn cũng có thể tạo ra một cái lớp vật liệu mới bên trong nữa. Ví dụ như mình sẽ Insert Layer. Các bạn thấy chúng ta đã tạo ra được một cái lớp vật liệu ở đây. Và các bạn hoàn toàn có thể thiết lập các thông số, ví dụ như là chiều rộng cho nó là 10 chẳng hạn. Đấy. Density. Đấy, các bạn cũng có thể cho nó là cái tỷ trọng của nó là bao nhiêu, ví dụ mình cho nó là 1.000 tỷ trọng 1.000 tương 1.000 kg trên 1 mét khối. Hoặc cái thông số về nhiệt, các bạn cũng có thể điều chỉnh, hoặc là thông số về dẫn nhiệt ở đây. Các bạn cũng có thể điều chỉnh nó là loại vật liệu gì. Đấy, ở đây ví dụ mình chọn là bê tông hay concrete. Các bạn cũng có thể thiết lập các thông số về âm thanh nhưng các thông số khác. Sau khi thiết lập xong, các bạn có thể là đổi tên cho nó, ví dụ như là Anabim Material chẳng hạn. Sau khi thiết lập xong, các bạn có thể là Update Change để tiến hành thay đổi. Và chúng ta đã có cái vật liệu của chúng ta ở đây. Đấy. Mình kích Yes. Kêu OK. Đấy. Và các bạn đã thấy chúng ta đã có thay đổi vật liệu đây. Và mình có thể thay đổi nó về Anabim như thế này. Và khi đấy các bạn hoàn toàn có thể là Select ôn các đối tượng đấy. Và thay đổi cho nó về Anabim Material đấy, như thế này, như thế Upload Chain. Sau đấy mình về Analyst, mình sẽ thử phân tích, mình chọn Store Research, mình Calculate đấy. Các bạn sẽ thấy kết quả phân tích của chúng ta nó sẽ được thay đổi dựa theo cái lớp vật liệu của chúng ta đã được thay đổi. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản để giúp các bạn có thể thiết lập các thông số về vật liệu một cách chi tiết hơn trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.